Chào cả nhà, hôm nay ngày 1 tháng 7 năm 22, tháng mới. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và niềm vui. Hôm qua thì em được bán phiên tri ân xả hàng cuối tháng, nhưng mà đang bán thì cúp điện, cho nên là hôm nay em sẽ bán bù cho mọi người cả phiên sáng với là tối luôn. Cho nên là mọi người rảnh thì coi phiên sáng thì cũng sẽ được giảm giá, mà tối thì cũng sẽ được giảm giá với lại tặng quà nha. Cây đầu tiên, cái này là giá hàng ESO nha mọi người. Cái này là hàng rừng thuần trong cái thân cây vú sữa như này. Cây thì nó rất là cứng cáp khỏe mạnh rồi. Ở đây em còn 5-6 bảng nhé. Đây cái bảng số 1 này thì nó sẽ có một thân này, hai thân, 3 4 nè, 5 6 7 thân. 7 thân thì bán là 300.000 nha mọi người. 300 cho cái bảng số 1 này. Cây rất là to khỏe nha. Cây này lá của nó kiểu là lá tím. ESO thì nó cũng có rất là nhiều cái mặt hoa đẹp luôn, nhưng mà đặc trưng của nó cũng là cái lưỡi tím á, rất là giống cái khuôn ma bó. Nó thì không có nhiều bệt, nhưng mà nó được cái là lưỡi đỏ nha, lưỡi đỏ hoặc là mắt xước, rất là nhiều cái giống kiểu đẹp như này đó. Đây là một trong rất là nhiều cái khuôn ESO mà em đã sổ được, và một trong những cái bảng này đã có những cái mắt hoa nó rất là đẹp như này. Mấy cái này về thì mọi người sang năm sẽ sổ được hoa nha, bởi vì trồng từ con kiến lên này. Còn mùa hoa năm nay thì nó đã nở hết rồi này đó, hoa năm nay nở hết rồi, nó đã có đốt hoa hết rồi. Đây bảng số 1 này nha, giá thì bà 300 thôi, số 1 300. Bảng số 2 là bảng này, tương tự cũng là 300 luôn. Đây, thân lá thì rất là khỏe đẹp nè. Thân lá khỏe đẹp. Đó, bảng số 2, 300. Thì bảng số 2 này nó cũng có 6 đầu. Đó, 6 đầu như thế này nha. Đó, cây thì khỏe đẹp hết. Cây rất là cứng cáp, khỏe đẹp. Cây này nó ăn nắng nhiều, với lại trồng cũng theo chế độ tự nhiên á. Kiểu nó giống như là ở trong rừng luôn. Nên là thấy cây nó rất là chắc khỏe. Đó, cây số 2 này, 300 luôn. Rồi, tương tự bảng số 3. Bảng số 3 là một bảng cực kỳ lớn nha. Đấy, bảng này lớn, nó dài. Thì em cũng bán là 300 luôn. Đây, 300. Đó, 300 nha mọi người. Cái bảng này hồi mới về là tới 5-600 á. Bởi vì nó lúc đó nó đang có nụ, có hoa. Với lại nó cũng có rất là nhiều cái mặt hoa đẹp. Đó, nay thì hoa nó đã tàn hết. Đồng thời là em cũng bán theo diện là xả vườn á. Còn gì bán nấy cho nó xong hết luôn. Rồi mình đón cái đợt hàng mới về đó nha. Đây là bảng số 3 này, cũng là 300. Bảng này lớn nha mọi người. Cây rất là lớn, quay thì cũng không thể thấy hết cái độ lớn của nó. Mọi người nhận cây là sẽ thấy được cái độ lớn. Các cái thân già này, đó, chi chít thân già luôn. Cây rất là khỏe. Bảng số 3 là 300. Rồi, bảng số 4 nè. Bảng số 4 nè. Bảng này nha, số 4 nè, 100 đi. Với bảng số 6 này mà 100.000 thôi. Đây, số 4 100 nè. Bảng này thì nó dài nha. Các cái thân tơ của nó thì nó cũng ra hết rồi. Cái này về chờ nó lên mồng gốc năm mới thôi. Đây, số 4 nè. Số 4 100 nha. 100 thôi. Cái này tiền cước thì tầm cỡ cũng 5-70 nữa mọi người. Đó, thì kể ra là gần 200.000 một bảng quá. Thì cũng rất là rẻ rồi. Đây là bảng số 5. Bảng số 5 này cũng 100 luôn nha mọi người. Bảng này thì nó mọc cỏ rồi, mọc các cái loại khác nó cộng sinh ở trên này rất là nhiều luôn. Nhìn nó cũng đẹp. Đó, nó vẫn có lan nha. Thì về các bác cũng có thể tỉa hoặc về để nguyên như này, em thấy cũng đẹp chứ không có gì hết. Đây, bảng số 5 này. Thân cây cũng cứng đẹp nha. Đó, bảng số 5 này. Bán 100 luôn. Hoa vừa mới sổ xong này. Đó, hoa vừa mới nở xong. Đó, số 5 100. Và cuối cùng là số 6. Đây, số 6 là 100. Rồi, số 100 nha. Đấy, số 6 100. Rồi, thì mấy cái bảng này là em bán rẻ rồi nên là em không có tặng nha. Còn tí nữa vô cái gì em bán thì em có tặng quà thêm thì tùy mọi người chọn nha. Đó, 100. Tiếp theo là em sẽ nói về cái mục tặng quà của ngày hôm nay nha mọi người. Các bác nghe kỹ giùm em nha. Thì tặng quà thì em sẽ tặng thứ nhất là cây Hà Tĩnh này này. Rồi thứ hai là cây Bệt Linh Giang. Và thứ ba là cây Lộc Bắc. Thì tí nữa em sẽ quay những cái cây đó cho mọi người xem. Và phương thức quà tặng là đơn từ 500.000 trở lên á, thì sẽ tặng các cái cây này nha. Đó, ví dụ các bác mua đơn từ 500.000 trở lên thì em sẽ tặng những cái cây như thế này. Còn đơn mà ví dụ 300-200 thì không tặng nhé. Vì những cái đơn mà thường 300-200 thì em đã bán giảm giá rồi, nên là em sẽ không tặng nữa nha. Mọi người chú ý giùm em. Cứ các bác mua đơn từ 500 trở lên là sẽ được tặng quà. Đấy, lưu ý giúp em nha. Còn đơn dưới 500 là không được tặng. Rồi, quà tặng tiếp theo là một cây Bệt Linh Giang nha. Cái cây bệt này thì em sẽ cắt ở trong cái thân cây nha mọi người.
cây ở trong kia nó còn nhiều cái cây rời thì em sẽ gửi cái đó cho nó dễ. Chứ còn gửi cái chậu này thì em cũng mới trồng, nó cũng chưa bám chậu đâu, chưa bám chậu đâu nha, mất công mọi người về cũng phải trồng lại, cho nên là em sẽ gửi cái cây rời cho dễ nha. Thì tặng cái bệt Linh Giang thì kích cỡ của nó là tầm 10 sen đến 15 sen như thế này nha đó, 10 đến 15 sen thì tùy, nói chung là cái mua thì sẽ tặng đó. Và đây là quà tặng thứ hai, bởi vì cái cây này thì nhà em nhiều đó, cái nào mà số lượng lớn thì em sẽ tặng cho nó đủ quà nha. Còn mấy bác ví dụ tặng mấy cây khác thì lại lại không có đủ đâu, mất công người này ấy người kia, nên là em sẽ tặng cái cây nào mà có nhiều. Thì đây là hai cây nhiều nhất trong vườn em, Hà Tĩnh với lại Bệt Linh Giang nha. Đó. Quà tặng tiếp theo là cây lộc bắc này nha. Đấy, nếu cái đó các bác mua một đơn, các bác không thích lấy bệt, không thích lấy Hà Tĩnh thì có thể là lấy cái cây lộc bắc này, một cống lộc bắc này. Cái này là hàng đua ngọn nha, này cây lên đó. Đó, cây này thì này mới cây lên là nó như thế này. Chứ thực tất cây này là một cây dòng thân thủ nha, thân thủ nó cực kỳ là khỏe luôn. Đó, thân thủ rất là khỏe. Đó nha. Thì đó là cái lộc bắc này. Đó, lộc bắc thì em cũng có 3 4 khay này, thì em cũng có nhiều. Cho nên là tặng các bác là đủ này. Đấy. Thì chung quy lại quà tặng thì nó sẽ có ba cái món quà như vậy. Rồi mặt hàng thứ hai em bán đó là cây hồng thiên lôi nha. Đấy, thì vẫn bán giá như cũ thôi. Đó là 500 nghìn nha. Thì hôm nay các bác mua là sẽ được tặng quà đấy. Đó thì tùy cây, có cây thì em bán giảm giá, có cây thì em sẽ bán theo diện tặng quà nhé. Do tùy theo cây mình mua vô. Đó, ví dụ như cây này mua vô thì nó cũng nó cao rồi, nên là em cũng không bán nữa. Chỉ có tặng các bác cái cây có trong vườn thôi. À, hồng thiên lôi này 500 nghìn một chậu nha, 500 thôi đó. Thì một trong ba quà tặng đấy, các bác có thể chọn cái quà nào tùy theo mình muốn nhé, trong vườn mình có đó. Đây là hồng thiên lôi nha, 500 chậu nó đều nhau hết, đều là một thân già với một thân gốc đang lên khỏe đẹp như này nha, cho nên là em cũng không có đánh số nữa, cơ bản là cây nó đều nhau rồi đó. Mọi người mua thì em cứ chọn cây mầm gốc lớn thôi, mầm gốc dài 20-30 cm thôi đó nha. Rồi, hồng thiên lôi này giá là 500 nè. Rồi, qua hồng thiên lôi bé này thì giá là 300 nha. Đấy, cây bé này, cây này thì mấy bữa em bán là 350 nè, hôm nay bán 300 nha. Đó, 300 là cũng đã giảm 50.000 rồi, 300. Đấy, đây nhé mọi người, 300 này. Rồi, 300, cây bé này thì 300 nha. Đó, đây, 300. Đó. Mà mọi người mua cái bé này thì người thì không được tặng quà đâu nha. Mua cái bé này thì đã giảm 50.000 rồi, nên là sẽ không có quà tặng nữa. Đó. Bán tới cây nào, quay tới cây nào là em đã nói rất là kỹ rồi. Đây nha, cái bé này, cây này 300, nó đều lên một mầm gốc rồi hết rồi. Đó. Lên bắt đầu lớn, thì cái này cũng nhiều nè. Trong này cũng nhiều, lô này thì cũng bát ngát luôn. Còn nếu mà bác nào mua hai chậu thì sẽ tính là 550 nha. Mua hai chậu thì 550. Hai chậu thì được giảm hẳn 100.000 luôn. À, hai chậu tức là mấy bữa bán là 700 á, thì bữa nay còn là 550, tức là giảm hẳn là 150 luôn nha. Còn mua một chậu thì vẫn là 300, hai chậu là 550 nha. À. Bên này là cây chân thành nha mọi người. Cây này thì nó rễ người ta trồng nó bám vào đây rồi. Nhưng mà em thấy rễ nó cũng bị đen như thế này, nhưng mà cây nó vẫn phát triển bình thường nha, không sao. Thì cái này chắc là nhổ chậu gửi hết đi. Nhổ chậu gửi hết nha. Thì em tính là 200.000 nha, 200.000. Đấy, cái cây này là giảm rồi nè. Đó, cái này là mã cũng là mã giảm giá rồi. Cho nên là sẽ không được tặng quà nữa nha. Đây là mã giảm giá rồi. Mã nào mà bán đúng giá thì sẽ được tặng nha. Bán tới cây nào là em sẽ nói cái đó. Chân thành này là 200 nha, nhổ chậu hết. Nè, và em cũng nói trước là rễ nó hư rồi nha. Rễ nó bị đen đầu rễ, nhưng mà về trồng vẫn ok không sao. Đây, ví dụ mấy cây này rễ đen thì mọi người thấy thân cây rồi nó vẫn lên khỏe bình thường. Đó, cái này bán là 200, 200 một chậu, 200 một kỳ, chân thành. Rồi bên này em có vỏ tòng nha, vỏ tòng nè, chậu số 1 nè, vỏ tòng chậu số 1 nè, 300, số 1 300. Rồi số 2 nè, đây là số 2, số 2 là 400, rồi, số 2 400, cái lớn này nha. Rồi, cây số 2 là 400, cây số 3 nè, tương tự, cây số 3 này cũng 400 luôn. Cây mập đẹp nha. Đó, số 3 400. Rồi, cây số 4 là 500. 4 500 nè. Số 4 là 500. Rồi, cây số 5. Cây số 5 này, 500 luôn. Hai mùng gốc với một kỳ nha. Số 5 500 và số 6 này. Số 6 là 600. Chậu này đẹp này, có hai mùng gốc này, hai kỳ luôn. Số 6 600.
Đó, 6 chậu bỏ tông nha mọi người. 6 chậu bỏ tông. Bên này là em có 3 cây lâm sung lớn nha, mỗi cây sẽ là 2 triệu. Cây số 1 này 2 triệu. 2 triệu là bây giờ lại bán giảm 500 nghìn rồi đó. Bình thường cái này em bán tới 2 triệu rưỡi. Đó, cây này bữa chấm vòng gốc của nó bằng cái này thôi này. Bây giờ nó là nó vượt lên lớn như thế này rồi. Cây lâm sung 1 năm 2 này 2 triệu. Cây số 2 này tương tự cũng là 2 triệu này. Số 2 2 triệu. Và cây số 3 này 2 triệu. Đó nha, số 3 2 triệu. Đó là lâm sung nha. Rồi. Tiếp theo là em có cây long trắng Thủy Tiên nha. Thủy Tiên thì em có cái lô này thì em bán đồng giá đều là 300 nghìn một chậu nha mọi người. 300 một chậu Thủy Tiên này. Đó, Thủy Tiên 300 nghìn. Đó, thì nó có những cây lớn để chấp bán tới 400-500. Long trắng Thủy Tiên nha, khung bông rất là đẹp luôn. Tay tóc váy mà mắt đậm nha. Hoa cực kỳ là thơm luôn. Đây, con Thủy Tiên này nha mọi người. Đó, Thủy Tiên này 300. 300 một chậu. Rồi, bên này là năm cánh trắng Lâm Đồng này, 200 một chậu. Lâm Đồng số 1 này 200 này. Số 2 này 200 này. 2 200 nha. Và số 3 này cũng là 200. Số 3 200. Đó là Lâm Đồng. Hà bên này là em có Phú Thọ nha. Phú Thọ chậu số 1 này 150. Chậu số 1 150. Số 2 này 100. Này số 2 này 100 nha. Số 3 100. Số 3 100 và số 4 100. Số 4 100. Số 4 là nhỏ chậu nha, 100. Cho hai cái này. Đấy, số 4 100 bởi vì nó là chậu xanh. Phải là Phú Thọ nha. Rồi, bên này là Nhị Long. Nhị Long thì em cũng bán đồng giá với Thủy Tiên đi là 300 nghìn một chậu nha. 300 một chậu. Làm cánh trắng Nhị Long nha. Đó, cây rất đẹp nha mọi người. Cây khỏe đẹp hết á. Rồi, đây là năm cánh trắng Nhị Long nha. 300, 300 một chậu. Bên này là Ngọc Kỳ Lân nha. Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân thì em có hai lô đi. À, cây số 1 này. Cây số 1 này 250 đi. 1 250. Số 2 này 200. Số 2 200. Số 3 này. Số 3 này 300. 3 300. Số 4 này 350. 4 350 nha. Rồi số 5 này. Số 5 này 400. 6 400. 7 này 400. 8 350 và 9 này 350. Đây nha. Đó, thì mọi người thấy là cũng rẻ hơn bình thường là 50 đến 100 nghìn rồi, đúng không? Thì đó là Ngọc Kỳ Lân nha. Rồi, dưới này em có HO nha. HO này thì em sẽ nhổ chậu nha mọi người. HO số 1 này. 1 cây này, 2 cây này. Rồi dưới này nó sưng hai mầm lỡ lên nữa nè. Nhổ chậu nha, thì tính là 150 đi. Này em bán 150 thôi. À, 150 đi cho nó dễ. Đó nha, cây 150 nè. Nhổ chậu. Đó, 150 nè, nhổ chậu. Rồi cây số 2 cũng như vậy luôn, 150 nha, nhổ. À, cái này nhổ gốc lên, thấy gốc nó lung lay này. Số 2 là 150 nè, cây này nha. HO2 nè, 150. Rồi, cây số 3. Cây số 3 thì nó lên một vòng gốc đây nha. Vòng gốc đây rồi này. Cây số 3 này, 150 luôn đi. Đó, cây này có vòng gốc vừa có kia nhưng mà nó cũng tỉnh ra nó cũng bằng mấy cái kia thôi. Đấy, số 3 150 nè, nhổ chậu. Và chậu số 4 này, chậu số 4 này thì nó nguyên chậu nha, 500 thì nó có 3 thân mọi người. 3 thân thì mỗi thân 150 thì 3 thân là 450 rồi. Chưa kể nó còn mầm gốc ra này nữa nè. Đó nha, chậu này là 500. Chậu này thì sẽ đóng nguyên chậu nè. Còn mấy cái này nó nhỏ nhỏ thì nhổ hết nha. Ba chậu này nhổ hết có 150 nghìn thôi. Rồi. Rồi cái HO nhỏ này thì em sẽ bán là 100 nghìn 3 kỳ nha. Nhổ chậu hết 100 nghìn 3 chậu nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè. 3 chậu này 100 nè. Rồi tiếp tục 3 chậu này cũng 100 nè. 3 chậu lô 2 nè, 100 nè. Đấy, 3 chậu lô 200 nè. Rồi 3 chậu lô 3 nè. Đây, 3 chậu này là lô 3 nha, 100 nghìn. Nhổ chậu hết nha mọi người. Đấy, nhổ chậu hết. Thì tùy mọi người nha. Đó, 100 nghìn 3 kg, 100 nghìn 3 kg. Thế ra là có 30 nghìn 1 kg nữa nha. Đó, 100 nghìn 3 kg. Đó, thì nó sẽ có kỳ năm nhất nè và được một kỳ năm hai nhé, một kỳ năm hai. Rồi đó là HO nhỏ này. Rồi có mấy kỳ năm cánh trắng Long Hòa siêu đẹp nha, em bán đồng giá là 200 nghìn một kỳ luôn. Kỳ to và quả dài tới 40 cm nha. Kỳ số 1 nè 200. Cái này hoa đẹp lắm mọi người, hoa bay mà mắt hồng mũi hồng đẹp nha, bay tóc váy cắm bầu nữa. Số 1 này 200. Số 2 nè tương tự 200 nha. Số 2 là 200. Cây số 3 này,
63 này 200, số 3 là đẹp này, 3 lớn này, số 3 này 200, và số 4 này, số 4 là kỳ 52 này, số 4 này 250 đi, số 4 250 nha. Đó, đây là hàng kỳ nha. Đó, số 4 là 250. Hàng chậu thì em có hai chậu nha. Đó. Chậu số 5 này, chậu số 5 nó ấm chậu rồi thì bán là 300 nha. Số 5 này 300, kỳ dài tới 40 cm, siêu khỏe luôn. Số 5 này 300. Số 6 này. 6 này 350. Số 6 2 mầm nhá, tính là 350 thôi. Đó, anh em khi nào mình mua 2 mầm thì nó cũng lợi hơn. Đấy, số 6 350. Năm cánh trắng Long Hòa nha. Trên này có những cái cây lẻ này. Một cây số hên này. Cây này 200 nha. Cây số hên này 200, đẹp mũi trắng này. Một cây Lan Bi An này. Lan Bi An này 300 nha. Lan Bi An thì giá nó vẫn cao. Đó, Lan Bi An 300. Rồi cây này là cây gì đây? Cây này Hồng Gia Lai này. Rễ nó hư rồi. Hồng Gia Lai rễ hư. Cây này bán nó lấy thì bán luôn là 300 đi. Hồng Gia Lai này 300 nha. Em báo trước là rễ hư rồi nha. Về mấy bác dưỡng cây nó lên nha. Bác nào đồng ý lấy thì lấy. Hồng Gia Lai 300. Cây gió này. Cây gió này em bán 700 đi. Đấy, bán 1 triệu nha. Gió này 700 đi. Cây gió này 700. Cây lớn này bán 1 triệu nha. Cây này nó dài tới mới 30 cm á. Mà có 1 triệu thôi. Gió này 1 triệu là siêu rẻ luôn. Đó. Cây này mới bữa là 1,5 triệu. Cây này 2 triệu nè. Giờ 700 nè. 1 triệu nè. Nói giá rất là giảm giá rồi. Giá rất là xả vườn rồi. Một cây Candy Quốc ta đùng nha. Cây này 200 đi. Candy Quốc ta đùng này 200. 200. Cây bầu. Cây bầu mũi trắng nha. 100 nha. Cây cánh bầu mũi trắng 100 nè, một cây này. Cây số 2 100 luôn nè. Rồi, cây số 3 100 luôn nè. Ba cây nha. Mỗi cây là 100.000 nha. Ba cây 100.000. Rồi, cây ngọc khôi nha. Năm cánh trắng ngọc khôi. Cây này mấy bữa em bán tới cũng 700.000 á. Hôm nay em bán cây này 400 đi. Cây số 1 là cây lớn 400 nha. Số 1 cây lớn 400 này. Cây số 2 cây nhỏ này 300 nha. Đó, nhỏ 300 đó nha mọi người. Đấy. Đó. Thì đấy, nhưng sáng nay thì em bán trong này hàng nha. Còn bao nhiêu thì chắc là tối bán tiếp. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mọi người phiên tối nha.